cũng trong ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023, tiếp nhận quà của các cơ quan đơn vị trong tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phúc Chu khẳng định: Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực để địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp người nghèo trong xã đón Tết trong không khí đầm ấm với sự sẻ chia của toàn xã hội trong dịp Tết đến xuân về. Theo đó, lãnh đạo địa phương đã trao các phần quà của các nhà tài trợ, gồm công ty cổ phần khoáng sản và thương mại Thái Nguyên tặng 3 chiếc TV cho hộ nghèo thiếu hụt thiết bị nghe nhìn, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long tặng 22 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Sở Y tế Thái Nguyên tặng 16 thẻ bảo hiểm y tế, mỗi thẻ trị giá trên 800.000 đồng. Mỗi phần quà đến với người nghèo trong dịp Tết này góp phần động viên hộ nghèo, cận nghèo, đón Tết vui tươi, đầm ấm.